về thôi. Dám lấy xúc xích của ta, hai người đáng tội gì? Phù thủy ơi, bà phù thủy tha cho bọn cháu. Bọn cháu chỉ thích ăn xúc xích thôi ạ. Chứ bọn cháu không có ý gì hãm hại bà đâu. Bọn cháu làm sao mà hãm hại bà được? Thế tại sao? Heo cao bồi đã trở lại. Giới thiệu xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới. Này nhiều hơn với 4 cây xúc xích cùng nĩa đa năng. Công thức mới, ngon hơn. Xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới, 3 cây thêm 1, ngon hơn, giá không đổi. Đói quá. Chị đói à? Hay để em vào nhà em lấy xúc xích heo cao bồi ra, hai chị em mình ăn nhá. Xúc xích heo cao bồi á? Đúng rồi. Sáng nay còn một hộp chị ăn hết rồi. Thế còn kêu đói. Mà nhà mình không thể để thiếu xúc xích được nhỉ? Lúc nào có xúc xích thì chị em mình cứ đói là ăn. Đúng rồi. Này, em còn tiền không? Em còn. Chị cũng còn, hai chị em mình góp tiền đi mua một thùng xúc xích về ăn đi. Đúng rồi chị, đi. Đi, cái xúc xích này cửa hàng tạp hóa nào cũng có, dễ mua nhỉ? Đúng rồi chị ạ. Cái gì đó là sai à? Mà chị ơi. Gì sai? Rồi chị ơi, nặng quá. Chị ơi, chị hộ em cầm ấy. Ừ nhà chị quên á, chị không giúp em nha. Tại chị giúp hết rồi là chị ơi. Kìa rồi, xúc xích sốt lắc heo cao bồi kia rồi. Phải ra chấn xúc xích ăn mới được. Để chị giúp em nha. Sao chị lấy có ít này? Cún ơi, em có nhìn thấy cái chị đang nhìn không? Chả gì cả. Tên kia, mau mau đưa thùng xúc xích sốt lắc heo cao bồi đây cho ta. Nhanh lên, ta tha mạng cho. Chị hãy tin tưởng em. Chị em mình sống không thể thiếu xúc xích được. Chị lắc cho em nha. Ê bà, cháu cho bà này. Úi dồi ôi, bà cháu cho bà này. Bà đừng đánh cháu nhá. Chị ơi, cho bà này, chị ơi. Bà đi bà ơi. Chị cho bà chị đi. Hỡi kìa bóng tôi. Lấy xúc xích. Xúc xích đâu rồi? Lấy xúc xích mà sao lại biến nhầm ra cả hai đứa trẻ nhỉ? Kệ đi, kệ đi về. Bà phù thủy đâu rồi? Mất cả xúc xích mà chị em mình lại trở nên như này, ui xấu thế. Ui làm nào giờ nhỉ? À Cún ơi, chị vẫn còn 20.000. Bây giờ chị em mình đi mua xúc xích ăn đi. Chứ xấu thì cũng xấu rồi, bây giờ vẫn phải ăn thôi. Vâng. A few moments later. Mình vào cửa hàng tạp hóa, họ thấy mình bỏ cả cửa hàng họ chạy rồi. Giờ muốn ăn xúc xích cũng không được. Cái bà phù thủy cái độc ác thật đấy. Đúng rồi. Cuối cùng mình cũng đã lấy được cái hộp xúc xích về rồi. Không cần phải đi mua. Để xúc xích lên đây. Một cây, hai cây. Hiểu thế. Cái này ăn bao giờ mới hết? 4 cây xúc xích liền bà con ơi. Wow, 4 cây xúc xích. Có cả lĩa đa năng để mở. Dùng lĩa đa năng để mở. Ta biết thừa cách mở xúc xích này để ăn rồi. Xỏ cái lĩa đa năng này vào đầu xúc xích. Xoay một vòng. Lấy xúc xích ra. Đây là vị lắc phô mai. Ta phải lắc lên. Wow. Tuyệt vời.
tại sao mình phải đi lấy hết tất cả xúc xích sốt lắc heo cao bồi trên thế gian này. Bởi vì xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1, 100% thịt heo nhập khẩu, nguồn dinh dưỡng từ thịt là chủ yếu. Quá tuyệt vời. Thơm. Ăn hết số loại này và giấu đi, ta đi ngủ một lát. Giận ta đi. Xem ở chỗ nào có xúc xích, ta đến ta chiếm đoạt tiếp. Chị ơi, đây đích thị là xào huyệt của mụ phù thủy rồi. Mà sao không thấy mụ phù thủy đâu nhở? Xúc xích kia chị ơi. Ta lấy thôi. Ui. Đúng rồi, vẫn còn nhiều. Chị ơi, đi về thôi. Dám lấy xúc xích của ta. Hai người đáng tội gì? Bà phù thủy tha cho bọn cháu. Bọn cháu chỉ thích ăn xúc xích thôi ạ. Chứ bọn cháu không có ý gì hãm hại bà đâu. Bọn cháu làm sao mà hãm hại bà được? Thế tại sao không ra cửa hàng tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi mà mua? Mày vào đây ăn trộm của ta. Này, rõ ràng chị em mình ra hàng tạp hóa mua mà nhỏ. Đây là của bọn cháu mua mà. Lại. Ta sẽ... Thôi, tha cho bọn cháu. Em xin bà đi. Sao bọn cháu thì thích ăn xúc xích thôi. Tại cái tên đang bầu chứ. Em cháu nói cái gì đấy hả? Em đang chửi ta đúng không? Không. Đấy, bà tha cho chị. Nói càng không hiểu gì cả. Quá đáng luôn ạ. À xí à. Cô đưa em gọi thằng xúc xích đi. Thôi chị gọi. Thằng xúc xích ơi, cứu bọn cháu. Thằng xúc xích ơi, cứu bọn cháu. Ha 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 ha, ta là thần xúc xích đây, các cháu muốn ta giúp gì nào? Thần xúc xích ơi, giúp bọn cháu trở về hình dạng ban đầu đi ạ. Bọn cháu xấu xí lắm, không đi mua xúc xích được. Còn gì nữa không? Với cả lấy lại xúc xích từ một phù thủy đâu cháu ấy ạ. Cháu đúng rồi đi ạ. Xét thấy hai cháu là người chăm chỉ thật thà và lễ phép, cho nên ta quyết định sẽ giúp hai cháu trở lại bình thường. Và đặc biệt ta sẽ tặng cho hai cháu món xúc xích theo cả mùi vị mới, đó chính là vị trứng muối cay. Wow chị ơi, em trở lại bình thường rồi. Chị cũng trở lại bình thường rồi, không xấu xí nữa rồi. Mà đây đâu phải xúc xích heo cao bồi đâu. Thần xúc xích ơi, sao lại có xúc xích màu đen này ạ? Đúng rồi, đây chính là xúc xích heo cao bồi vị trứng muối cay mới ra đó. Hóa ra là xúc xích mới. Vị trứng muối cay chị ạ. Vị trứng muối cay. Ôi thế thì bọn cháu ăn thử nhá. Ôi nghe tên trứng muối cay đã thấy ngon rồi nhỉ. Đúng rồi. Vẫn có 4 cây và 9 đĩa. Chị sẽ chấm sốt vị trứng muối cay. Muốn không chị ơi? Em muốn ngon lắm. Thật ra, cay bất ngờ luôn. Nhìn đã ngon rồi chị nhờ. Chị ăn nhá. Ăn tuyệt cố mèo. Đúng là vị trứng muối cay, cay bất ngờ chị nhờ. Chị cũng thấy thế. Chị em mình mãi ăn quên mất cảm ơn thần xúc xích luôn. Chúng con cảm ơn thần xúc xích à. Cảm ơn thần xúc xích à. Ôi chị em mình cầm xúc xích đi về thôi. Mày có vị mới để ăn rồi. Ô chị ơi, em chỉ về cả thùng kia về ăn. Tất nhiên rồi. Đáng đời tên phù thủy bị trừng trị. Ui thần xúc xích ơi, thần xúc xích hãy ban cho tôi nữa nha. Ngươi là một người độc ác, ngươi sẽ bị trừng trị. Đừng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.